Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Ford Fiesta 2014 quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2013, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký ngày 31 tháng 12 năm 2013. Tức là chiếc xe này là model của 2014 rồi các bạn nhé. Và đặc biệt nữa, ở model 2014 này thì Ford cũng đã trang bị cho chiếc Fiesta này là một cái khối động cơ xăng EcoBoost 1.0 lít là động cơ thông minh, rất là tiết kiệm nhiên liệu quý vị các bạn nhé. Đấy, ở model trước đó là 2013 thì chưa được trang bị động cơ 1.0 EcoBoost của bố đầu, bắt đầu từ model 2014 này thì mới được trang bị động cơ 1.0 EcoBoost quý vị các bạn nhé. Chiếc xe được lăn bánh được 12 vạn km rồi quý vị các bạn ạ, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Và chiếc xe này được bảo hành bảo dưỡng tại hãng luôn quý vị các bạn nhé, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán giá là 329 triệu đồng. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Fiesta 1.0 EcoBoost này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội, được xem xe trực tiếp và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Chiếc xe này thì full option rồi quý vị bạn nhé, được trang bị động cơ 1.0 EcoBoost đi kèm với hộp số tự động. Option thì đầy đủ như là nội thất da, la răng đúc, điều hòa tự động và đề nổ start top, khóa thông minh, đề nổ start top quý vị các bạn nhé. Đấy, quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Ford Fiesta 2014 này. Mời quý vị và các bạn.
rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất và phần động cơ của chiếc xe Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 2019 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, lăn bánh được 12 vạn km này rồi. Với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chiếc xe này còn được bảo hành, bảo dưỡng, full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 329 triệu đồng. Chúng tôi không hỗ trợ trả góp nữa. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những chiếc xe mới nhất, những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.